Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh của mình ha. Thì tiếp tục cái series về đua bill của Mega Huyền Thoại. Thì mình sẽ tiếp tục cái series này ha. Thì cái series này mình đã ra một cái video trước đó, mình nói với các bạn về cái việc mà đua bill rồi, thứ hạng đua bill và các thứ hạng đua bill. Mình sẽ tiếp tục. Bây giờ ở server mình là muốn được vô bill thì phải là 6k điểm nha. Với tình hình đua bill ở server mình hiện tại thì 6k điểm là tương đương với gần 40 cây kim cương ha, 40 cây kim cương, chắc hơn xíu, chắc cả đó. Thì nói các bạn thì đối với nhiều người thì sẽ đua gắt con này rất là gắt ha, rất là muốn lấy, mình cũng muốn lấy con này nhưng mà tạm thời chắc là mình không lấy, mình đã dành kim cương để mình làm chuyện khác. Mục tiêu của mình là ở một cái chuyện khác nên mình không có lấy con này, vì đua bill này là mình không có lấy. Rồi một cái sự kiện mà mình muốn nói mà hôm qua mà mình quên nói, đó là sự kiện rút thẻ ha các bạn ha. Thì ra cái sự kiện rút thẻ này, nếu mà bạn nào tích trữ được, các bạn chú ý nha, một tháng nó sẽ có một hoặc hai lần cái sự kiện này, thì anh em cố gắng tích trữ ít nhất là 150 vé thì hãy quay ha để mở cái này, hoặc là quay 200 vé để lấy cái đá này. Thì mình sẽ quay 200 vé nha, mình sẽ quay 200 vé tại cái ạc của mình giờ đang là 245, mình sẽ quay 200 vé. Quay cái này sẽ lấy được cái đá tăng sao và cái thức tỉnh nha. Đây cái thức tỉnh nha, thức tỉnh đây. Mình đang cần cái thức tỉnh hệ nước. Thường là quay khoảng 10 lần mới ra được cái thức tỉnh. Đây, ra thêm cái bảo vật tím ha. Bảo vật tím ha. Đây, trời ơi, ra toàn cái hệ lửa gọng như đấy không gì. Rồi mình quay 200 lần. Đây để lấy cái gương này với hai cái đá này ha. Mục đích của mình là lấy cái đó. Đối với những anh em nào nạp thì không nói gì, còn anh em nào không nạp như mình thì mấy cái viên đá này rất là quan trọng nha. Đá này khá là quan trọng. Con này mình có bảo vật vàng rồi, bảo vật vàng rồi. Hết mà vẫn dân xài đá vua luôn á. Mình chưa nâng cái này luôn, mình từ nâng đi, nâng cấp lên ba cục lần dữ vậy. Mình coi táo mình cộng 7 rồi, mình nhiều táo gì ta. Đấy, đối với anh em mà không nạp thì những cái cục đó rất là quan trọng nha. Rồi đó là sơ lược về cái sự kiện đó, sự kiện lật mặt may mắn thì bên mình lật lúc nào cũng xui, nhưng mà đây lúc nào cũng đen hết trơn. Không biết lần này bên đây thì không có bảo vật. Rồi mình cũng đang tạo ở các server theo những anh em yêu cầu, thì lát nữa mình sẽ tổng hợp đua bill ở các server trước khi mà kết thúc sự kiện. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Thì sự kiện đua bill sắp tới giờ kết thúc rồi ha, còn khoảng hai mấy phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ tiếp tục cái video là đi dạo ha, đi dạo các server xem tình hình thế nào, rồi sau đó quay lại sẽ có một cái đoạn chính tình hình đua bill. Mình sẽ chọn ra một vài server để đua bill xem là nó hấp dẫn như thế nào ha. Thì thể theo yêu cầu của một số anh em thì mình có tạo một số server để mình vào, có thể mình sẽ một số anh em kêu gọi mình trên YouTube đó, có nói trên YouTube đó, có comment đó, thì mình sẽ vào một số server để chiều lòng anh em. Thì server 138 đây, 138 server này đua nó cũng hơi ghê đó nha, ghê đó, chung là top trên cao là 21k. Một tí chắc mình sẽ lấy server này nằm trong bốn cái màn hình để tổng hợp tình hình đua bill. Mình hy vọng là server này sẽ đua gắt để mình có thể xem cái sự nhảy bill các bạn ha. Rồi đó là tình hình server 138 ha. Server 18 xếp dưới server 75 đây mình có tạo rồi. Bạn mật tin gì đó. Ồ server này cao giờ 27 26, hai ông này đua ghê hả. Ủa mật tin gì nằm đâu, ủa ổng tới hạng mười mấy lần
Ủa ông lên build mà ông kêu mình lên ta. Gắt vậy. À ông kêu hai server 170 nữa, nhưng mà server đó mình không có tạo. Nếu mà bạn có coi á thì bạn thông cảm nha, mình không có thể tạo nhiều server cùng. Rồi chuyển qua server khác, server 18 với server 6. Lâm ca ơi, server 18 thì cũng chưa có gắt lắm ha. Server 6. Wow. Server 6 đua ghê vậy. 9 Server 6 138. Khiếp khiếp khiếp. Gắt thật, đúng là con này xong, đúng là mega huyền thoại, đúng là Việt Nam à. Nhiều kim cương quá, không biết làm gì nuôi build cho nó hết kim cương. Khiếp quá, khiếp quá. Ôi server 1 thì 26, VIP 6, VIP 11, VIP 5. Đấy. Ông VIP 11 lên rồi, hôm qua nhớ mình nhớ là VIP 5, VIP 6 không à. Ông VIP 11 mới lên, VIP 16 cũng mới lên. Ghê thật. Mấy người này tài nguyên kim cương nhiều quá, quên mega nhiều kim cương quá. Năm 15 9987 7 cam thương là nếu mà không lên nữa là tạc bill, mà có lên nữa là sẽ một số người sẽ tạc bill nha. U điểm cách nhau hơi bị hiếp đó. Số 5. Server này chắc không, kỳ này server 20 không có sự biến động ha. Mọi khi nhớ đua build là server 20 đua gắt lắm, mà kỳ này server 20 đua không biến động ha. Server này cũng không có gắt lắm.
Rồi chúng ta cùng hướng tới những cụm sao, xem là tình hình các server ở cụm sao như thế nào. Thường như mình đã trao đổi rồi, những cụm sao thì đua build theo kiểu là đua rất là nhiều người đua nha. Đua build rất là nhiều. Đây 20k, 17k, 17k, 16k, 15k. Đây. Và 15k là tạc build, 100k kim cương là tạc build nha. Nếu tính như hiện tại thì cũng là tương đương với 15k rồi, là tạc build 100k kim cương nha. Và những người dưới này các bạn thấy ghê không? Đua mấy k quyết liệt. Hạng 20 mà còn 6-7k kim cương. Những server mới này hay có những người chơi, người ta cũng thứ nhất là người ta chưa có biết chơi build là gì á. Có những người chơi là chưa biết chơi build nên dẫn đến những cái chuyện như vậy các bạn. Hoặc là người ta biết chơi mà ta chung là mình cũng không hiểu sao, nhưng mà đại loại là đa phần là nhiều người cứ lao vào build thôi mà chưa biết mình ở đâu. Server này cũng 20k. Rồi, sơ lược như vậy ha. Lát nữa mình sẽ chia cái màn hình nhỏ ra để mình cho các bạn xem đua build ha. Bạn đợi xíu nữa là sẽ lên màn hình cho các bạn coi đua build ha. Rồi. Tình hình là gần tới chốt giờ đua build rồi ha. Chúng ta sẽ vào bốn server này mình chọn ha, mình chọn bốn server ha, là 211 nè. Server ở cuối nè, của gần cuối á, gần cuối của hiện tại game. Rồi server đầu tiên là server 1 nè. Ha các bạn ha. Rồi server 6 nè. Đây là những server mình cho rằng là sẽ nhảy điểm. Đây là những server mình cho là sẽ nhảy điểm đô view ha. Đây nhảy điểm rồi đó các bạn. Rồi 138. Chỉ còn vài phút đua build thôi. Còn 1 phút thôi. Những giai đoạn lúc này là build nó bắt đầu nhảy điểm liên tục các bạn ha. Đây các bạn coi ha. Đây là bốn màn hình của bốn server khác nhau mình cho coi để có sự nhảy điểm ha. Nhảy điểm ha. Đây. Bạn thấy điểm nó, điểm của một số server nhảy ha. Mình cũng không biết là server nào sẽ nhảy, nhưng mình cứ chọn đại thôi. Chọn đại thôi, những cái server này là điểm nó tương đối nó sát sát nhau, mình cho nhảy thôi. Thấy server 1 là đang là 31k, 27k, 25k, 23k. Hạng 6 là 19k. Wow wow. Wow lên hạng 7, hạng 6 đang tranh nhau rồi. Ghê quá. Server này thì hai ông top đang tranh rồi. Server này thì sao? Phò này là 28, 23k. 28 vẫn còn lên. Server này không có lên nữa hả? Hết rồi. Ủa tới đây là ngừng rồi hả? Server này tới đây ngừng rồi hả? Không lên nữa hả? Còn 17 giây cuối. Bạn thấy server nhảy điểm rồi ha. 29k. Server này 31k luôn rồi. 27, 31, 25. Ghê thật, còn mấy giây cuối cùng thôi. Lên. Đua build ghê thật. 20k, 17k. Bên kia 29. Rồi, chuẩn bị kết thúc nè. Rồi, kết thúc build các bạn ha. Kết thúc build. Đây là màn hình kết thúc build các bạn ha. Đây tình hình kết thúc build các bạn. Ở 4 server mình chọn thì server cuối cùng này, cái server 200 mấy này không nhảy điểm. Điểm đã chốt rồi, chắc là mấy ông này hết kim cương rồi. Server thì nhảy lên tới 29k luôn. Ghê. Hạng 6 thì 6k8 thôi. Còn bên đây thì 36k luôn. Nhảy từ 31k lên 36, lên 33k luôn. Thật là khủng khiếp thiệt chứ.
Mấy ông này đua ông nào, ông VIP 6 này ông đua ông. Đua ghê thiệt chứ. Quá khủng. Còn ở đây là 31k luôn, 25k. Vô top 6 là phải 20k kim cương. Thật là khủng khiếp. À, ông này 19k kim cương tạch build. 20k kim cương là 15k là được 15k là 100 địa là 100k kim cương. Rồi thêm 5k kim cương nữa là 34k nữa là 134, 135k kim cương tạch build nha. 135k kim cương tạch build. Quá ghê các bạn, quá ghê. Đúng là mega huyền thoại các bạn, đua build khiếp thiệt. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái đoạn video ở tổng hợp lại một số server lại một lần nữa rồi chúng ta kết thúc ha. Thì video này là mình chỉ tổng hợp tình hình đua build ở các server thôi, còn cái con này như thế nào thì mình đã có review cho các bạn rồi. Ngày mai nếu mà mình sẽ thu xếp, mình sẽ review của bạn Việt Nam xem là nó có lỗi gì hay không. Thì tối nay chắc là nhiều anh em sẽ test rồi, mình sẽ không test vào tối nay, mình sẽ đợi ngày mai mình mới test ha. Nào, server này nãy thì mình đã coi rồi, không nhảy điểm ha, mình sẽ coi những server khác. Xem server này có nhảy điểm không. Ô, server này nhảy ghê vậy. Tuổi gì top 1. Ờ, nãy mình chọn server này là ngon rồi. Server 211 kia lại không nhảy, server này lại nhảy. Hơi tiếc nha, hơi tiếc. Hai ông này chắc cũng kình nhau ghê lắm. Coi trong nhóm chat đây. À, không được nhóm chat luôn. Chung là cũng hơi ghê á. Nói chung là hai ông cũng hơi ghê. À, những server mới nó hay vậy các bạn. Chung là người chơi mà khẳng định xong rồi không biết chơi có còn chơi không, mà nhớ thằng thú đại chiến của ông lên tới 50k điểm xong rồi đu build xong rồi bỏ ạ. 20k ô cách nhau có bao nhiêu đây, chắc có chia build rồi quá. 15k 14k 10k. Ê, bài bài. Ờ, server này nhàn là những cái server đua như thế này sẽ nhàn, anh em sẽ còn có kim cương để chơi tiếp ha. À, vô server 170 luôn. Hồi nãy có bạn gì ở trên YouTube đó, bạn kêu mình vô server 170, 75. Nhưng mà mình vô server 75 thì không thấy bạn lên điểm. Nhưng mà vô server 70 thì mình thấy bạn lên điểm. À, đâu rồi, Martin gì nè, hạng 5 nè, 7k điểm đúng không? Bạn Martin gì đó, 7k điểm. Đấy, server, những server này chắc là có chia nhau nên là anh em nhẹ nhàng hơn. Những cụm đầu không biết mấy cụm sao sao chứ thấy mấy cụm đầu của mình không đua ghê lắm. Mấy cụm đầu đua thường là khá là gác. Bốn ông 15k chắc chia nhau rồi, chỉ lấy cái đá bùa đá thôi. Ồ, ông 26 này hơn ông này có đúng, ủa sao hơn nhau có 10 điểm thôi. Gắt thật, chắc ông kia ông đi ngủ hay gì.
Server 26 này ngày xưa đua cũng gắt lắm nè, biết giờ thì sao? 15k, cũng không gắt. Ê, ông này không lên đủ 3k rưỡi để lấy gì trời, ông này lên 3k3 làm chi vậy? Đâu đủ điểm, 3k rưỡi mới đủ mà. Trời ơi, chắc ông đi ngủ cũng quên rồi đó. Qua cùng đầu. K 16 7 7 5 4 K 6. Mình nhắc lại ha, mình cái con này mình đã có review kỹ rồi, mình sẽ không review nữa, mình chỉ review tổng hợp thôi. Mình chỉ tổng hợp tình hình đua build thôi. Server 18 thì đợt này đua không có gắt, vừa đủ à. 3K6 anh em có vẻ đua nhẹ nhàng ghê. Đây server 1 hồi nãy đua khá gắt ha, đua khá gắt nha. Đây 31k, 27k, 25k. Đây hạng 19k tập build nha, 9k tập build. Đây 15k. Server này thì đợt này đua nhẹ nhàng ha. K 26 K 21 K. Ủa server này đua cũng ghê vậy. Đây server 6 hồi nãy ha, 36k nãy nhảy điểm liên tục ha. Nhảy điểm liên tục ha. Rất hot ha, server 6. Rồi chúng ta về lại server của mình ha, hồi nãy mình cứ tưởng là server mình không nhảy điểm, đua build nhẹ nhàng nên mình không quay. Cuối cùng mình nghe một số anh em nói là có kẻ phá build. Rồi mình coi nó đúng như vậy không. Ôi, có thằng lên 16k. Ông nội này ở đâu ra vậy? Vãi thật. Hên quá mình không tham gia build đợt này. Nhưng mình tham gia là giờ này mình cũng tốn khá khá để lấy được một con thôi. Mình không cần thiết trong giai đoạn này. Tưởng đâu là ông này với ông này chia nhau top 1 mà không ngờ ông này ở đâu nhảy lên top 8. Lấy con Masadao này rồi. Biết làm sao được ha, đua build mà. Rồi đó là tổng hợp tình hình đua build của các server ha. Thì mình không đua build nhưng mà mình lấy cái con này về. Đấy. Lấy con này về. Mở lên chơi cho vui ha. Rồi mình xin kết thúc video đây hả các bạn ha. Video này là video tổng hợp tình hình đua build nên không có gì còn test con đó, thì đợi từ từ mình test ha. Mình sẽ có những video, mình đã có video nhắc về kỹ năng của nó rồi nên là mình sẽ không có video test cho các bạn ở giai đoạn này, mà mình sẽ có video test sau.
Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi trước khi kết thúc video thì mình cũng chia sẻ với các bạn là cứ mỗi một các bạn nào mà muốn chơi bản Elite, các bạn có thể mua hoặc bạn mua ạc có bên bản Elite hoặc là giao dịch ạc hoặc là muốn nạp cạc nạp ạc bên bản Elite thì cứ liên hệ với mình nha. Mình cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái bên bản Elite nữa nha. Xin cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.